thì được ngâm rửa bằng axit citric chua. Nó sạch. Những cái này là do mình chưa rửa không đúng cách nó bị bay ra lớp. Nếu mình rửa axit citric chua. Hai muỗng với khoảng nửa bình nửa nó dơ cho nằm châm nước cái đó thôi là nó sẽ sạch. Cái này mình ra ngoài chợ mua 1 ký khoảng 50 để dành 1-3 tháng rửa 1 lần. Cái này những cái lớp nó bị mình rửa không đúng cách nó bị không sử dụng với cái gì miếng cước chùi chùi giải.